Nostradamus tiên tri về năm 2024, những cảnh báo đáng sợ thành hiện thực. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, người từng có những dự đoán khá chính xác, đã đưa ra các dự báo về tình hình thế giới trong năm 2024. Michael de Nostradam, hay còn được biết đến với cái tên Nostradamus, là nhà chiêm tinh, bác sĩ và nhà tiên tri nổi tiếng người Pháp. Ông được biết đến nhiều nhất với cuốn sách Les Prophéties, những lời tiên tri, một bộ sưu tập gồm 942 câu thơ được cho là dự đoán các sự kiện xảy ra trong tương lai. Ấn phẩm đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản vào năm 1555. Ông là nhà tiên tri, chiêm tinh học nổi tiếng người Pháp sống ở đầu thế kỷ 16. Nostradamus sinh ra tại Saint-Rémy-de-Provence, miền nam nước Pháp, tháng 12 năm 1503, qua đời vào tháng 7 năm 1566. Năm 1555, ông xuất bản cuốn sách Những lời tiên tri, bộ sưu tập lời tiên đoán về biến cố sẽ xảy đến với thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, mà ông cho là sẽ xảy ra vào năm 3797. Mỗi thế kỷ được ông tiên đoán bằng 100 câu thơ, được trình bày bằng những lời lẽ mơ hồ, khó hiểu, nhưng được cho là sẽ dự đoán những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới. Những dự đoán của Nostradamus khá chính xác trong suốt nhiều năm, trong đó có nhiều thông tin không tích cực. Ông thậm chí còn dự báo trước một số sự kiện lớn nhất trong lịch sử thế giới như chiến tranh, thiên tai, ám sát và các trận chiến. Nostradamus đã tiên đoán về sự trỗi dậy của Adolf Hitler, vụ đại hỏa hoạn ở London, vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ. Nostradamus cũng được cho là đã dự đoán chính xác thời điểm bắt đầu đại dịch COVID. Theo nhiều báo cáo, hơn 70% những lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật cho đến nay. Những dự đoán của nhà tiên tri người Pháp vẫn chưa kết thúc và chúng được cho là sẽ kéo dài đến năm 3797. Mặc dù chưa biết có trở thành sự thật hay không, nhưng những dự đoán của Nostradamus vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các tác phẩm của Nostradamus được viết theo phong cách mơ hồ và ẩn dụ, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều câu thơ của ông rất mơ hồ và có thể áp dụng cho các sự kiện khác nhau. Dưới đây là một số dự đoán đáng sợ của Nostradamus về năm 2024 này. 1. Khí hậu khắc nghiệt. Nhà chiêm tinh người Pháp dự đoán năm 2024, thế giới sẽ chứng kiến sự hỗn loạn về khí hậu. Đất đai khô hạn sẽ ngày càng cằn cỗi hơn và sẽ có lũ lụt lớn. Ông dự đoán trong một câu thơ. Ông cũng cảnh báo về nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh, dường như đề cập đến tình trạng sâu bệnh phá hủy mùa màng, khiến dịch bệnh và nạn đói hoành hành. Năm 2023, Nostradamus dự đoán nhiệt độ sẽ còn tăng cao hơn nữa và mực nước biển sẽ dâng cao đến mức không ngờ tới. Ông viết rằng, một nửa số cá sống ở Biển Đen sẽ bị luộc chín. Biển Đen cũng là vùng biển gần Nga và Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc xung đột trong 2 năm qua. Hải quân Nga từng phong tỏa vùng biển này khiến Ukraine không thể xuất khẩu lương thực. Năm 2023, nhà tiên tri người Pháp từng tiên đoán giá lúa mì sẽ dâng cao đến mức con người sẽ ăn thịt đồng loại của mình. Dự đoán này ngụ ý rằng suy thoái kinh tế có thể dẫn đến tuyệt vọng và mâu thuẫn do chi phí sinh hoạt tăng cao. Dự đoán trên được cho là có thể chính xác vì sau đại dịch COVID và cuộc xung đột ở Ukraine, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhiều quốc gia đang ở trong tình trạng khó khăn. 2. Đối đầu trên biển. Trong một câu thơ từ nhiều thế kỷ trước, Nostradamus đã dự đoán về những cuộc đối đầu và hải chiến khiến đại dương phải khiếp sợ. Một số chuyên gia giải nghĩa rằng đây có thể là lời ám chỉ tới căng thẳng xung quanh khu vực Biển Đông, eo biển Đài Loan. Đại dương được Nostradamus đề cập đến có thể là Ấn Độ Dương. Năm 2023, Nostradamus từng đưa ra dự đoán về một cuộc đại chiến. Nhiều người cho rằng dự đoán này của Nostradamus ám chỉ cuộc xung đột Nga
Ukraine tiếp tục leo thang. 3. Hoàng gia hỗn loạn. Trong một câu thơ, Nostradamus đề cập đến một người mà ông gọi là vua của các đảo, người có cuộc ly hôn gây tranh cãi và phải thoái vị. Mario Reading, nhà phân tích kiêm tác giả cuốn Những lời tiên tri của Nostradamus, cho rằng vua của các đảo có thể là vua Charles III của Vương quốc Anh. Ông có thể phải thoái vị do các cuộc công kích liên tục vào bản thân và người vợ thứ hai. Hơn nữa, Nostradamus cũng viết rằng vua của các đảo sẽ nhường ngôi cho một người không có dấu hiệu của một nhà vua. Người không có dấu hiệu của một nhà vua được cho là hoàng tử Harry. Nostradamus cũng từng dự đoán đúng thời điểm nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào năm 2022. Trong các dự đoán cho năm 2023, Nostradamus cũng đã nhìn thấy trước lửa thiên thể trên tòa nhà hoàng gia. Điều này được cho là ngụ ý rằng một trật tự thế giới mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn của nền văn minh. Một số người tin rằng Nostradamus có thể đề cập đến sự kết thúc của thời đại hoặc sự khởi đầu của một trật tự thế giới mới. 4. Giáo hoàng mới. Nostradamus cũng đưa ra dự đoán về một giáo hoàng mới trẻ hơn, thay thế giáo hoàng cũ tuổi cao. Giáo hoàng hiện tại, giáo hoàng Francis, đã ngoài 80 tuổi và đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian gần đây. Quý vị thân mến, Mario Reading, nhà phân tích kiêm tác giả cuốn Những lời tiên tri của Nostradamus, cho rằng vua của các đảo ở đây có thể là vua Charles III, còn người không có dấu hiệu của quốc vương nhiều khả năng là hoàng tử Harry. Reading cho hay Nostradamus từng dự đoán đúng thời điểm nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào năm 2022. Một số sự kiện mà Nostradamus dự đoán năm 2023 được cho là chính xác. Ông từng viết 7 tháng đại chiến, người chết vì cái ác, Rowan, Eros sẽ không ngã gục trước nhà vua, có thể phản ánh chiến dịch phản công của Ukraine phát động từ tháng 6 đã không thành công và phòng tuyến của Nga tới nay vẫn đứng vững. Ông cũng viết rằng giá lúa mì tăng cao tới mức con người sẽ ăn thịt đồng loại, dường như đề cập khủng hoảng lương thực toàn cầu năm qua. Sớm hay muộn, ta sẽ thấy được sự thay đổi lớn, những nỗi kinh hoàng và báo thù khủng khiếp. Có thể ám chỉ cuộc đột kích của Hamas và lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 và chiến dịch tấn công đáp trả quy mô lớn sau đó của Tel Aviv vào dải Gaza. Tuy nhiên, các học giả cho rằng những lời tiên tri của ông được diễn đạt theo cách cho phép người đọc tự luận giải thông qua lăng kính, sự kỳ vọng hay thành kiến của chính họ, bởi hầu hết dự đoán của ông đều khá mơ hồ và có thể hiểu theo nhiều cách. Thưa quý vị, lời tiên tri của Nostradamus cũng trùng hợp với những cảnh báo của khoa học về hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ xảy ra vào năm 2024. Theo đó, Cơ quan Khí tượng và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, NOAA, mới đây cho biết có 1/3 khả năng năm 2024 thậm chí sẽ còn nóng hơn năm 2023 và 99% khả năng năm 2024 sẽ nằm trong số 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Điều này dựa trên thực tế rằng thế giới đang chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch của con người, cùng với mô hình khí hậu El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm 2023. Điều đó kết hợp với nhiều yếu tố tự nhiên đã gây ra hàng loạt hiện tượng khắc nghiệt như bão tuyết xảy ra ở Bắc Mỹ, núi lửa phun trào ở Iceland, xuất hiện sương mù dày đặc, sóng lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu ở Ấn Độ. Những trường hợp này cho thấy phần nào sự khắc nghiệt mà thế giới đang phải trải qua. Nhà tiên tri người Pháp cũng nói thêm rằng năm 2024 sẽ chứng kiến một nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh ập đến. Với làn sóng sâu bệnh, được nhiều người cho rằng là mô tả các trận động đất chết người. Nhiều người ủng hộ học thuyết của Nostradamus tin rằng triết gia người Pháp dường như đã dự đoán chính xác trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở Nhật Bản ngày 1 tháng 1 vừa qua. Đến nay, ước tính sơ bộ về số nạn nhân thiệt mạng do động đất đã lên đến 222 người, với khoảng 190 ha đất bị ngập do sóng thần. Hàng ngàn hộ gia đình chịu thiệt hại về tài sản, đất đai. Hiện, giới chức nước này vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ thiệt hại do thảm họa động đất kết hợp sóng thần gây ra. Cuộc đời bí ẩn của nhà tiên tri lừng danh Nostradamus. Thưa quý vị, được biết,
Nostradamus là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Những lời tiên đoán của ông phần nào được kiểm chứng qua dòng thời gian. Những lời tiên đoán của Nostradamus thường nói về những biến đổi trọng đại của thế giới như bệnh tật, chiến tranh, về các thiên tai khủng khiếp. Ông được coi là một trong những nhà tiên tri lừng danh nhất thế giới. Cuộc đời đầy sóng gió. Nostradamus sinh tại Saint-Rémy-de-Provence, miền nam nước Pháp, là con một nhà buôn lúa mì kiêm công chức viên giàu có. Ông thuộc một dòng tộc Do Thái đã cải đạo Thiên Chúa. Ngay từ khi còn nhỏ, Nostradamus đã bộc lộ năng khiếu toán học, thiên văn và chiêm tinh. Năm 15 tuổi, Nostradamus vào Đại học Avignon học để lấy bằng tú tài. Nhưng hơn một năm sau đó, ông bỏ dở dưới tác động của trận đại dịch đen, bệnh dịch hạch. Năm 1929, sau vài năm hành nghề dược sĩ, ông theo học bằng tiến sĩ y khoa tại Đại học Montpellier, nhưng bị phát hiện từng hành nghề lang y nên bị nhà trường trục xuất. Không chịu từ bỏ niềm đam mê, Nostradamus lại tiếp tục bí mật hành nghề bào chế thuốc để cứu người. Tuy nhiên, một trận dịch hạch bất ngờ ập đến cướp đi tính mạng của những người hàng xóm và tất cả thành viên trong gia đình ông. Trước nỗi đau quá lớn, Nostradamus rời bỏ quê hương, bỏ đi lang thang đến nhiều nơi trên đất Pháp và Ý, mang tâm trạng u uất và đau khổ. Nostradamus đã tìm đến niềm đam mê khoa học huyền bí. Năm 1547, ông định cư ở Salon, kết hôn với một quả phụ giàu có và có 6 người con. 3 năm sau, Nostradamus cho ra cuốn Niên Giám đầu tiên, sau này được coi là Kinh Tân Thánh, dưới hình thức các bài thơ dự đoán về những điều xảy ra trong tương lai. Những điều ông viết nhuốm màu sắc kỳ bí lạ thường khiến giới quý tộc rất quan tâm. Họ ca ngợi ông có khả năng thần linh ứng cảm, nên lũ lượt kéo đến để xin ông những lời phán vận mệnh tương lai. Trong đó có Hoàng hậu Catherine de Médicis, vợ của vua Henry II của nước Pháp. Bà mời ông đến Paris nhờ ông giải thích ý nghĩa bài thơ thứ 35 liên quan đến số phận của chồng và các con bà. Nhà tiên tri nhìn thấu tương lai. Để dự báo tương lai, Nostradamus đã viết hơn 1.000 bài thơ tứ tuyệt và trở thành những lời sấm truyền nổi tiếng. Để tránh bị chính quyền soi xét, ông thường dùng biện pháp chơi chữ, dùng các ngôn ngữ Hy Lạp, Latin, Italy, Do Thái và Ả Rập. Cuốn sách Les Prophéties, những lời sấm của ông, ra đời gây nhiều sự phản ứng trái ngược của công chúng. Có người cho ông là tay sai của quỷ dữ, một kẻ ngông cuồng và dối trá. Song cũng có rất nhiều người ủng hộ ông, đặc biệt là tầng lớp quý tộc. Theo những người hâm mộ Nostradamus, thì trong bộ sách này, nhà tiên tri đã dự báo trước hầu hết các sự kiện lớn xảy ra từ thế kỷ 16 trở về sau, như một cuộc cách mạng Pháp, chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cái chết của công tước Diana hay sự kiện tàu Apollo đáp xuống mặt trăng. Tất cả những lời tiên tri của Nostradamus đều được diễn đạt một cách mơ hồ, khó hiểu và chỉ có thể được xác minh sau khi sự kiện đã xảy ra. Nostradamus còn đã tiên đoán được cái chết của mình, rằng ông sẽ không thể sống qua ngày 1 tháng 7 năm 1566. Tôi sẽ chết trước khi bình minh đến, ông từng nói. Sáng hôm sau, người nhà phát hiện ông nằm chết trên sàn nhà. Ông thậm chí còn báo trước việc ngôi mộ của mình sẽ bị xâm phạm. Những kẻ đào bới cậy nắp mộ của Nostradamus lên. Chúng kinh hoàng khi thấy xác chết cầm trong tay một tấm kim loại khắc dòng chữ Tháng 5 năm 1791. Đó chính là thời điểm chúng khai quật ngôi mộ. Nostradamus ban đầu được an táng tại một nhà thờ ở Salon và sau đó được chuyển đến nhà thờ Thánh Lawrence. Hiện ngôi mộ của Nostradamus vẫn được lưu giữ ở Pháp. Trong suốt 400 năm qua, những lời tiên tri của Michael de Nostradamus đã khiến các nhà khoa học khó giải thích. Trong số hơn 1.000 lời tiên đoán của ông, có đến quá nửa đã trở thành sự thật. Quý vị thân mến, được biết năm 2024 có thể sẽ còn nóng hơn năm 2023, vốn đã là năm nóng nhất được thế giới ghi nhận. Đây là lời cảnh báo được phát đi từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, NOAA. Cụ thể, theo một phân tích khí hậu toàn cầu, các nhà khoa học tại NOAA cho biết có 1/3 khả năng năm 2024 thậm chí sẽ còn nóng hơn năm 2023.
Thêm vào đó, có 99% khả năng năm 2024 sẽ nằm trong số 5 năm nóng nhất từng được ghi nhận. Trước đó, cơ quan này đã xác nhận phát hiện của các nhà khoa học tại Liên minh châu Âu rằng năm 2023 là năm nóng nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu ghi chép vào năm 1850. Như vậy, trong năm 2023, thế giới đã ấm lên 1,35 độ C so với mức trung bình thời tiền công nghiệp, dựa trên nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 10 năm, từ năm 2013 đến năm 2023. Kỷ lục này được thiết lập do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, do việc đốt nhiên liệu hóa thạch của con người cùng với mô hình khí hậu El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm. Được biết, El Nino là một hiện tượng thiên nhiên khiến bề mặt ở phía đông Thái Bình Dương ấm hơn và nhiệt độ toàn cầu cao hơn. Dự kiến nó sẽ kéo dài đến ít nhất tháng 4 và khiến năm 2024 nhiều khả năng sẽ là một năm nắng nóng kỷ lục nữa. Tác động của El Nino thường lên đến đỉnh điểm vào mùa đông ở Bắc Bán Cầu và sau đó giảm dần rồi chuyển qua giai đoạn La Nina, đưa nhiệt độ toàn cầu xuống thấp hơn. Tuy nhiên, ở Nam Bán Cầu hiện đang bước vào mùa hè. Điều này kết hợp với El Nino đạt đỉnh điểm khiến các quốc gia ở Nam Bán Cầu đối mặt với những đợt nắng nóng, hạn hán và nguy cơ cháy rừng. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Thoảng Hương Hoa Rẻ. Diễm đứng đó bên cạnh quan tài chồng, không gào khóc kể lể than vãn ầm ĩ như đám đông đang xúm xít kia. Chị chậm chậm mặc lên người bộ áo tang, đội lên đầu chiếc khăn tang trắng toát. Bà con hàng xóm, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu bắt đầu tới viếng. Tiếng đàn nhị như kéo theo những vết xước dài khứa vào lòng Diễm. Khói hương nghẹt thở, tiếng khóc nỉ non. Diễm như cái cây không rễ, chỉ muốn đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Ai đó giật gấu áo Diễm nhắc: "Khóc đi con, khóc cho nhẹ lòng, khóc cho chồng con đỡ tủi." Diễm cũng muốn khóc lắm, không phải cho người nằm trong quan tài kia, mà là khóc cho mình. Nhưng mọi đau hận cứ dồn nén lại, căng tức trong lồng ngực, không cách nào trào được ra ngoài. Hai đứa con đều đang ở nước ngoài, dịch bệnh không thể bay về. Diễm chỉ có một mình ở đây. Sự cô độc như những ngọn trông nhọn hoắt, đầy tính sát thương, chĩa về phía chính mình. Vĩnh ơi, chết là hết ư? Anh ra đi dễ dàng như thế được ư? Ngay cả những lời trách móc ấy, Diễm cũng ghìm lại trong cổ họng. Lời xót xa vọng lại bên tai. Tội nghiệp, người giỏi giang thế mà chết. Rõ khổ, vừa hiền lành, tốt bụng, lại yêu thương vợ con. Ấy thế mà vắn số. Khổ thân chị vợ, chồng mất sớm mà con cái ở xa. Chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai được. Mẹ chồng vịn tường lại ôm chầm lấy Diễm. Khổ thân con trẻ mà phải sống thờ chồng giống mẹ. Diễm ghì mạnh vạt áo tang, chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng. Mọi thứ liên quan đến Vĩnh đều được mang đi đốt. Diễm chỉ giữ lại một tờ giấy gấp gọn, kẹp trong cuốn sổ. Lo tang lễ cho chồng xong xuôi, Diễm đóng cửa nằm một mình trong nhà. Chị vẫn không thể tin được người đàn ông đã đi bên cạnh mình gần nửa đời người, giờ chỉ còn là nắm cho tàn, nằm sâu trong lòng đất. Vĩnh chết mang theo những dấu son môi trên cổ, mùi nước hoa của người đàn bà khác, mang theo gối chăn hở hững và những gằn hắt xô lệch trong đời sống hôn nhân lạnh lẽo này. Vĩnh để lại hình ảnh về một gia đình hạnh phúc, một người chồng, một người cha chuẩn mực trong mắt người đời. Bây giờ giả dụ Diễm có nói về nỗi bất hạnh của mình, chắc cũng chẳng ai tin. Người ta thường bảo Diễm tu bảy kiếp mới lấy được Vĩnh. Đàn bà cả xóm này thường chỉ tay sang nhà Diễm nói: "Nhìn chồng người ta mà thèm." Họ đâu có biết Diễm cũng từng nhìn sang nhà họ, ao ước những cánh cửa mở toang. Người vợ hét vào mặt ông chồng say xỉn mà chẳng cần ý tứ xung quanh. Hoặc một buổi sáng sớm mai, mở mắt ra đã thấy ông chồng vùng vằng với cô vợ đỏng đảnh, ăn phở không được bỏ hành. Đàn bà túm năm tụm ba, bàn chuyện gối chăn, hoặc thoải mái rủ nhau đi đánh ghen hộ bà vợ nhà hàng xóm. Họ sống chẳng cần nghĩ trước, ngó sau, chẳng phải bận tâm xem người ta nghĩ gì về mình. Như chị hàng xóm vui vẻ ghé tai Diễm để khoe vừa mới ly hôn chồng. Lý do chẳng có gì to tát,
chỉ vì một hôm ra đường gặp được người đàn ông hợp với mình quá thể. Hợp đến mức chị nghĩ những ngày tháng đã qua mình sống uổng phí quá. Hợp đến mức chị nghĩ sớm muộn gì mình cũng thuộc về người đàn ông ấy. Thiên hạ chửi đồ lẳng lơ, trốn chúa lộn chồng. Chị đáp trả người đời bằng môi son má phấn, lúng liếng mắt môi. Biết tính chị phổi bò, chẳng để bụng bao giờ nên có lần gặp nhau ở siêu thị, Diễm bảo: "Mấy ai dám như chị, dù thiên hạ khối người ngày đêm ôm mộng bỏ chồng." "Mình có sống với thiên hạ đâu em, họ cười mãi rồi cũng chán." Diễm cũng nghĩ như thế hàng đêm. Phải ly hôn, phải làm bung bét chuyện vĩnh ngoại tình, phải kết thúc ở đây để sống một trang đời tươi mới. Nhưng sáng ra, vừa mở mắt đã thấy tấm ảnh chụp chung của cả gia đình hiện ra ngay trước mặt. Diễm lại nghĩ đến hai đứa con sắp đến tuổi gả chồng. Việc bố mẹ ly hôn cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của các con. Diễm không muốn chúng mang theo vết thương lòng và những hoài nghi về hạnh phúc khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân. Rồi khi ánh sáng rờ rỡ hiện ra, Diễm không thể vượt qua được nỗi sợ hãi, những lời đàm tiếu bủa vây, soi mói mỗi ngày. Đã có lúc nhìn vết son môi trên cổ chồng, Diễm hỏi: "Anh không sợ tôi làm ầm ĩ lên thì anh sẽ mất rất nhiều thứ à?" "Em cứ coi như không nhìn thấy gì, hoặc coi nó như một vết bẩn là xong." "Có những vết bẩn không bao giờ gột sạch, anh biết chứ." Diễm nhìn quanh, chỗ nào cũng thấy treo bằng khen của Vĩnh. Chị không có gì đáng tự hào trong căn nhà này ngoài hai đứa con khôn lớn trưởng thành. Ngay cả việc đẻ một đứa con trai nối dõi cho nhà chồng, chị cũng không làm được. Khi lấy nhau, Vĩnh là bác sĩ có triển vọng. Diễm là cô giáo mới ra trường, được phân công dạy xa nhà. Đứa con đầu ra đời, Vĩnh nói: "Thôi em ở nhà chăm sóc con, để anh yên tâm phấn đấu." Bố mẹ ở xa chẳng thể cậy nhờ, mà lương giáo viên không đủ tiền thuê người trông con. Nên nghe chồng tính, Diễm cũng gật đầu. Sau mấy chục năm cắm mặt vào căn bếp, lo nấu nướng giặt giũ, giờ đứng cạnh Vĩnh, chị thấy mình càng ngày càng nhỏ bé hơn. Không có cuộc vui nào Vĩnh dẫn chị theo. Ngay cả những thời khắc quan trọng của cuộc đời, Vĩnh cũng không muốn chị xuất hiện bên cạnh. Chẳng có người đàn bà nào muốn làm chiếc bóng mờ nhạt của chồng. Vĩnh bảo: "Em chỉ cần an phận, ngoài kia biết bao người muốn được như em." Vĩnh nói đúng, chị từng rất tự hào khi được là vợ của một bác sĩ có con đường sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Họ hàng hai bên, hễ đau ốm hay có việc cần, Vĩnh đều có mặt. Thỉnh thoảng lại có người bấm chuông rúi cho nải chuối, mớ rau, con gà, chục trứng. Quả quê của những người họ hàng gần xa được Vĩnh nhiệt tình giúp đỡ mà không vụ lợi bất cứ điều gì. Ra đến chợ, ai chẳng biết Diễm là vợ của bác sĩ Vĩnh, phó giám đốc bệnh viện thị xã. Người này níu lại khen, người kia níu lại kể dăm ba câu chuyện. Có khi đến trưa Diễm mới về đến nhà, mang theo chật ních những lời có cánh về chồng. Mọi người chỉ biết Vĩnh là niềm tự hào của chị. Họ đâu biết Vĩnh tận tình với cả thế giới, nhưng với chị thì không. Những ngày đau ốm nằm nhà, không một lời hỏi han, chị đã nghĩ đời mình thật hẩm hiu. Muốn làm bệnh nhân của Vĩnh thôi cũng khó. Diễm gặp Quân ở đó, trong một phòng khám tư nhỏ. Thời tiết lúc giao mùa khiến bệnh viêm họng hạt mãn tính của chị tái phát. Suốt đêm chị không ngủ được, cổ họng ngứa dâm gian, ngứa đến mức chị phải ho gằn lên từng cơn. Nhiều lúc chị ước có thể thò tay vào mà cào cấu trong cổ họng. Vậy mà Vĩnh nói: "Có sao đâu, chỉ cần xúc miệng nước muối, uống mật ong, ngậm tỏi vào là khỏi. Nếu không khỏi, hôm nào anh kê cho đơn thuốc." Chờ cái hôm nào của Vĩnh lâu đến mức những cơn ho khan khiến Diễm thấy kiệt sức. Biết chồng vì nhiều lý do mà không muốn mình xuất hiện ở viện nên Diễm tìm đến phòng khám tư. Rộng chừng vài chục mét vuông, bên ngoài treo biển: "Phòng khám tai mũi họng, bác sĩ Quân." Cây hoa rẻ dễ chừng phải vài chục năm tuổi được trồng ngay trước quán. Những nhánh cây đan vào nhau quấn quýt, những bông hoa vàng ươm buông xuống hệt như chiếc đèn lồng. Lâu lắm rồi Diễm không được nhìn thấy loại hoa tuổi thơ này. Ký ức theo hương hoa mà ùa về nguyên vẹn. Từng có thời, Diễm luồn rừng hái hoa rẻ mang về để bên cửa sổ. Nhưng ngày nào cũng vậy, hoa hái về chẳng được bao lâu đã sạm đen và không còn hương thơm nữa. Mẹ bảo, ở đời có những thứ càng muốn nắm giữ lại càng nhanh tàn lụi.
ngẫm lại chuyện đời, thấy lời mẹ nói không sai. Mà kể cũng lạ, giữa lúc người ta mê mẩn với lan đột biến, hoa hồng ngoại, thì chủ nhân của phòng khám này lại chơi hoa rẻ. Quân cười bảo, lúc khó khăn nhất tôi phải bán căn nhà ở quê. Tôi không mang theo được gì ngoài ký ức và cây rẻ này, chị ạ. Chắc tuổi của cây cũng gần bằng tuổi chúng ta, anh nhỉ? Hồi tôi lên 10, bố tôi trồng xong cây rẻ này thì đi. Kể từ đấy, ông không bao giờ quay lại nữa. Tôi nghe dân làng bảo, bố tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Vậy tại sao trước khi đi, ông lại trồng cây rẻ mà không phải một loại cây nào khác? Tôi đoán vì mẹ tôi thích loài hoa rẻ. Đấy có thể là điều tốt đẹp cuối cùng ông dành cho bà. Nhưng ông không biết rằng để lại một thân cây là để lại thứ ký ức mãi tươi xanh, nhức nhối trong lòng người đàn bà bất hạnh. Bởi nhìn cây là nhớ tới người, nhìn hoa mà thấy dở dở nỗi đau tồn tại trong tim. Vậy tại sao anh còn muốn mang cây rẻ theo mình? Sao không để nó lại mảnh đất ấy, hoặc là chặt nó đi? Bởi vì tôi yêu tất cả những gì thuộc về mẹ. Với tôi mà nói, ký ức về mẹ luôn đẹp đẽ. Tôi yêu cả những nỗi đau của bà. Yêu như yêu vết thương trên chính cơ thể mình vậy. Vậy anh có trách bố mình không? Lúc bé thì có, nhưng lớn lên thì không. Tôi hiểu rằng chẳng có gì giữ chân được một người ngoài hạnh phúc. Đi hết nửa đời người mới nhận ra, hận thù trách móc ai đó chẳng làm tôi vui được. Diễm cũng không hiểu tại sao những người xa lạ gặp nhau thường dễ trải lòng. Sau vài ba lần đến điều trị tại phòng khám của Quân, chị thấy được làn gió tươi mới hiu hiu thổi trong trái tim héo hắt của mình. Nhiều chuyện bức bí trong lòng khi nói ra thấy nhẹ nhõm hơn. Có lúc phòng khám vắng khách, giọng hát của Tuấn Ngọc vang lên. Khi thấy buồn em cứ ghé chơi, chim vẫn hót trong vườn đấy thôi. Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi. Quân như chìm vào tiếng ca, mê mải lần tìm theo dấu vết của ký ức. Trước kia cô ấy luôn ngồi ở đây, trên chiếc ghế này, đúng chỗ Diễm đang ngồi đó. Cô ấy ngồi để hong tóc cho khô. Ngày nào cô ấy cũng gội đầu. Thói quen ấy có từ lúc bé. Cô ấy nói không chịu được khi vô số những hạt bụi bám đầy trên người. Chúng nhặm nhụi đến mức tưởng như da thịt hay từng sợi tóc cũng sắp bị ăn mòn. Sao tôi đến mấy lần mà không gặp vợ anh? Cô ấy đi đã được 3 năm. Sự bình yên nơi này không thể giữ nổi chân cô ấy. Cô ấy thuộc về tuýp người sợ những gì cũ kỹ. Tôi lại là kiểu người ưa hoài niệm. Anh có nghĩ cô ấy sẽ quay về? Không đâu. Với cô ấy, nơi này đã thành bụi, cũ kỹ và nhặm nhụi. Mà Diễm có sợ bụi không? Chẳng phải chúng ta ai rồi cũng trở về với cát bụi đấy sao? Quân mỉm cười, anh đứng dậy, cầm chổi quét những cành hoa rẻ rụng đen sì dưới sân. Nhát chổi rất khẽ, khiến Diễm nhớ đến bóng dáng bố mình. Cả đời ông thường thức dậy sớm hơn mẹ để quét dọn cửa nhà, sân cổng. Bố biết, đêm mẹ thường mất ngủ, mãi gần sáng mới bắt đầu chợp mắt. Nên lúc nào ông cũng cố gắng lia chổi thật khẽ khàng, để mẹ không thức giấc. Bố cả đời làm một não lông bình thường, yêu mẹ theo cách bình thường nhất. Tình yêu của ông không lãng mạn hào hoa hay đao to búa lớn, mà tình yêu ấy có khi được thu vén lại trong từng nhát chổi, giản dị và bình yên, đủ cho mẹ dựa vào suốt cuộc đời. Cũng đã lâu lắm rồi, Diễm mới thấy rung động trước một người đàn ông khác vĩnh. Chị nhận ra tim mình chưa đến nỗi cằn cỗi. Một thân cây già nua xù xì, bạc phếch thời gian, rồi đến mùa xuân cũng mọc lên chồi xanh lộc biếc. Diễm nhận ra lòng mình rồi cũng sẽ như mầm xanh ấy, yêu như lần đầu yêu. Cũng có thể không phải là Quân thì cũng sẽ là một người đàn ông khác. Lúc dắt xe về đến cổng, trời cũng đã nhập nhoạng tối. Chị không muốn mở cửa bước vào nhà để bật điện sáng choang, vội vàng nấu nướng rồi chờ đợi một người có thể sẽ không về, hoặc nếu có về cũng lầm lì ăn uống cho qua loa xong bữa. Lâu rồi hai vợ chồng chị không thể ngồi nói chuyện cùng nhau. Trong mắt Vĩnh, vợ là người không cùng chí hướng, không biết gì ngoài mấy việc bếp núc cơm canh, nên không thể sẻ chia những trăn trở khó khăn trong công việc của chồng. Vĩnh chỉ nói với chị những gì cần nói nhất, ngắn gọn, xúc tích,
cụt lủn, như thể anh phải trả phí cho ngôn từ của mình. Bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà, Vĩnh sẽ trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác, nhã nhặn, lịch thiệp, khôn khéo và ân cần với cả thế giới này. Diễm ngồi xuống chiếc ghế đá ngay trước cổng nhà, nghe cánh hoa tigon rơi xuống vai mình. Diễm chìa trước mặt Vĩnh tờ đơn ly hôn. Anh ký nó đi, ngay bây giờ, để giải thoát cho nhau. Vĩnh hơi sững sờ, có thể vì anh nghĩ chị sẽ không bao giờ làm vậy. Trong suy nghĩ của Vĩnh, chị sẽ cam chịu sống một cuộc đời như thế với mọi sự sắp đặt của anh. Vĩnh biết chị sợ điều tiếng và trọng danh dự. Vĩnh tin chị sẽ chấp nhận làm cái bóng của mình để yên ổn sống suốt phần đời còn lại. Anh cũng như bao người đàn ông khác, dù có quan hệ ngoài luồng bên ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhìn tờ đơn trên bàn, Vĩnh nói, không phải bây giờ. Vậy thì bao giờ? Khi anh ngồi yên trên chiếc ghế giám đốc bệnh viện à? Em không muốn diễn mãi cái tuồng làm hậu phương vững chắc của anh. Em còn phải sống cho mình nữa. Anh đã phấn đấu suốt hơn 20 năm. Em làm ơn yên tĩnh được không? Giờ ngồi trước di ảnh của chồng, từng lời nói còn vọng trong tâm trí Diễm. Chuyện hôm đó như vừa mới xảy ra. Một trận cãi vã nảy lửa và cái tát còn đau thấu tận tim. Những ngón tay của Vĩnh như vẫn đang hằn trên má Diễm. Lúc nghe tin Vĩnh bị tai nạn ở một cung đường xa lắc, Diễm đã vội vàng tìm đến. Suốt nhiều năm nay, Vĩnh luôn đồng hành cùng đoàn y bác sĩ đi khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc miền núi. Vĩnh nói sau chuyến đi này, cả hai vợ chồng sẽ cùng ngồi lại, bàn tính chuyện ly hôn. Đến nơi Diễm mới biết, chuyến đi này không chỉ có mình Vĩnh. Trong số những bác sĩ đi cùng, có cả cô nhân tình xinh đẹp của anh. Diễm tìm thấy trong túi áo ngực của anh tờ đơn ly hôn được gấp gọn. Trên đơn vẫn không có chữ ký của anh. Anh chọn cách giải thoát cho Diễm như thế này ư? Hay nó chính là sự trói buộc cuối cùng? Nơi Diễm sống thấp thoáng vài bóng người quá phụ. Chồng chết, họ mặc màu áo tối hơn, kín đáo hơn. Họ lui về góc nhà chăm chút cho những đứa con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Họ không dám tếu táo vui đùa với đàn ông giữa chốn đông người. Họ thôi nói về tình yêu và sợ hãi trước những lời đàm tiếu. Họ sợ nếu hẹn hò yêu đương thì con cái ra đường không dám ngẩng mặt nhìn ai. Sợ nhà chồng đánh giá, già rồi còn rừng mỡ. Trong mắt mọi người, tình yêu của Vĩnh dành cho vợ con hoàn hảo đến mức họ nghĩ Diễm sẽ dành cả quãng đời còn lại để thủ tiết thờ chồng. Thế mới biết có những thứ định kiến giết chết người ta ngay cả khi còn sống. Những ngày tháng này, Diễm không muốn nghĩ nhiều. Vĩnh vẫn quanh quẩn đâu đó trong tiềm thức. Chỉ còn mình chị trong căn nhà quá rộng. Không còn người để vì nhau, trách nhau, chất vấn đúng sai. Vĩnh đi, ngay cả một lời xin lỗi cũng chưa từng nói. Chỉ hương khói lặng câm không một tiếng vọng nào. Nếu có thật một thế giới bên kia, chắc Vĩnh sẽ không ngoảnh lại. Anh đã nắm lấy tay người phụ nữ của mình, phiêu diêu ở một vùng trời khác. Dạo này Diễm hay mơ thấy lưng chồng. Vẫn là tấm lưng quen thuộc mà bao nhiêu năm nằm quay về phía chồng, chị nhìn thấy nó. Những vầng trăng trắng đón Vĩnh đi. Diễm cũng không còn muốn nghĩ về những ngày tháng cũ. Trong giấc mơ của mình, Diễm thấy thoảng xa xôi, hương hoa rẻ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Kênh Vạn Điều Ý Nghĩa xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.